Sydney từ 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con kính hiệu. Dạ. Hôm nay thứ sáu ngày 8 tháng 1 năm 2021, 564 giáo trình Trung Bộ Kinh Mัชฌิมา Nikāya, bài 87 kinh Ái Sanh Vijaya Tika Sutta, phần đoạn 421 đến 424. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích thì kheo giác đẳng, sẽ được Ngài Tuệ Siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Thai Giá, con kính nhân Mích Thanh Sư. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điệu ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm định lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết là trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, con xin sám hối quý ngài và đạo tràng, do đường nét con nãy giờ nó trục trặc quá nên con đi chậm trễ. Con thành kính đảnh lễ ngài Tề Siêu cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng Nhật Bình. Kính chào đạo tràng, con xin tiếp tục bài học hôm nay, bài 87 kinh Ái Sanh Vijaya Tika Sutta, phần đoạn 421 đến 424. Dịch giả Hòa Thượng Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân Mích đến sư ạ. Cô Nhật Quỳnh, Nam Mô Bích Thai Giá, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một tuần trước tại Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia Âu Châu và có lẽ tại Á Châu nữa, cái không khí của Noel được diễn ra rất là tưng bừng, và có thể nói rằng các quốc gia Á Châu càng ngày thì không khí Noel càng rộn rã nhiều hơn. Và nếu chúng ta để ý cho kỹ, một ở trong những điều được nói đến trong mùa Noel đó là sự yêu thương. Trong cái văn hóa của Kitô giáo thì tình yêu hay là sự yêu thương đó là một cái ân sủng của Thượng Đế, và cái gì Thượng Đế làm cho khiến cho con người, làm cho cuộc sống này có ý nghĩa. Và điều này quả thật rất là hấp dẫn. Dạ, hấp dẫn. Thậm chí người ta thường nói đến một tình yêu thánh hóa, một thứ tình yêu mà có thể làm cho cuộc sống có những điều rất là nhiều. Thông điệp này được rất là nhiều tôn giáo cùng hòa âm, tạo nên một cái sự cuốn hút
của rất nhiều người. Có thể nói là tình yêu là ý nghĩa lớn nhất ở trong cuộc sống. 25 thế kỷ về trước, ở tại lưu vực sông Hằng, Đức Phật của chúng ta, Ngài có một thông điệp mà có thể làm ngạc nhiên không phải người thời đó mà nhiều người ngày hôm nay. Đó là thấy vậy chứ không hẳn là vậy đâu. Dĩ nhiên là bằng cái bản năng, và khi chúng ta còn tuổi trẻ hay là già ở cái tuổi nào đó, nhất là trong sự cô đơn, thì chúng ta nghĩ khác đi. Chúng ta không phải là người nghĩ khác, mà bài kinh ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm thấy một nhân vật khi mà mặt đầy nước mắt, hay hoặc giả là ở trong lòng rất là buồn khổ khi mà mất đi đứa con của mình, nhưng mà vẫn không thể chấp nhận thông điệp của Đức Phật. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh của bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Đây là bài giảng đầu tiên của Thượng Tọa vào ngày thứ Sáu, với cái vai trò một vị giảng sư giảng Trung Bộ Kinh. Như chúng ta biết rằng những tuần lễ trước, cái công việc giảng thứ Sáu là của Đại Đức Pháp Tính. Bây giờ thì Thượng Tọa Tuệ Siêu hoan hỷ để giảng như vậy, là ngày hôm nay là ngày đầu tiên Thượng Tọa chính thức giảng giáo trình Trung Bộ Kinh vào ngày thứ Sáu. Mời quý Phật tử đọc cho phần kinh văn, và chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu sau bật phần đọc chánh văn. Mời quý vị. Sa thủ thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của con, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, nãy giờ cái nét con nó trục trặc quá. Dạ, dạ, con kính tri ân sư và kính cảm ơn đạo tràng. Bài học hôm nay, bài 87, kinh Ái Sanh, Viyacha Tika Sutta. Ái Sanh, Viyacha Tika, nghĩa là sanh khởi từ thân thương. Bài kinh bắt đầu từ một gia chủ đau khổ vì mất con. Người này tìm đến Đức Phật. Đức Phật dạy rõ ái luyến sanh sầu muộn. Người đó không hài lòng, đem câu chuyện kể lại cho những người chơi bài bạc. Những người ấy lại đồng tình với gia chủ, và từ đó câu chuyện được truyền ra, truyền xa, cuối cùng đến tai vua Vasinadi. Lúc đó nhà vua chưa quy y Tam Bảo, tỏ ý nghi ngờ về lời Phật dạy. Hoàng phi Manlika đã tìm cách giải thích cho nhà vua hiểu được Phật pháp. 421. Một người khổ nhưng không thấy được nhân sanh khổ. Một gia chủ sầu muộn khi người con trai chết. Người này tìm đến Đức Phật nhưng không lãnh hội được pháp. Kinh văn: Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Vách Thi Chê Tá Quá Ná tại tinh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ con một của một gia chủ khả ái đáng thương bị mệnh chung. Sau khi nó chết, người cha không còn muốn làm việc, không còn muốn ăn uống, luôn luôn đi đến nghĩa địa, người ấy than khóc: Con ở đâu đứa con một của ta? Con ở đâu đứa con một của ta? Rồi người gia chủ ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với người gia chủ đang ngồi một bên: Này gia chủ, có phải ông có các căn để an trú tự tâm ông? Có phải các căn của ông đổi khác? Câu này nên dịch là: Này gia chủ, các căn của ông không được thuận theo tâm ý, thần sắc xáo trộn. Bạch Thế Tôn, sao các căn của con có thể không đổi khác được? Bạch Thế Tôn, đứa con một khả ái đáng thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết, con không còn muốn làm việc, con không còn muốn ăn uống, con không
con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than khóc. Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, đứa con một của ta? Sự thật là như vậy, này gia chủ. Tuy rằng, này gia chủ, sầu, bi, khổ, u não do ái sanh hiện hữu từ nơi ái. Cho dù đáng đau khổ, nhưng người gia chủ vẫn không đồng ý với lời Phật dạy, kinh văn. Nhưng đối với ai, bạch Thế Tôn, sự tình sẽ như vậy, sầu, bi, khổ, u não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ấy. Vì rằng bạch Thế Tôn, hỷ lạc, Anandaso Manassa, do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Rồi người gia chủ không hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, chống bán lại, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Lúc bấy giờ, một số người đánh bạc đang chơi đổ nhất lục không xa Thế Tôn bao nhiêu. Người gia chủ kia đi đến những người đánh bạc ấy, sau khi đến nói với những người ấy như sau: Này quý vị, ở đây tôi đi đến Sa Môn Gotama, sau khi đến đảnh lễ Sa Môn Gotama, rồi ngồi xuống một bên. Này quý vị, Sa Môn Gotama nói với tôi đang ngồi một bên: Này gia chủ, có phải ông có các căn để ăn trú tự tâm ông? Có phải các căn đổi khác? Này quý vị, được nghe nói vậy, tôi nói với Sa Môn Gotama: Bạch Thế Tôn, sao các căn của con có thể không đổi khác được? Bạch Thế Tôn, đứa con một khả của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết, con không còn muốn làm việc, con không còn muốn ăn uống, con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than khóc. Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, đứa con một của ta? Sự thật là như vậy, này gia chủ. Vì rằng gia chủ sầu, bi, khổ, u não do ái sanh ra hiện hữu ở nơi ái. Nhưng đối với ai, bạch thệ, Đức Thế Tôn, sự tình sẽ như vậy, sầu, bi, khổ, u, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Vì rằng, bạch Thế Tôn, hỷ lạc do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này quý vị, không hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, ta chống bán lại từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi người ấy đem câu chuyện kể lại cho những người đang chơi ở chỗ đánh bạc. Vài người ở đó khi nghe câu chuyện đã nói: Sự thật là như vậy, này gia chủ. Sự thật là như vậy, này gia chủ. Này gia chủ, hỷ lạc cho anh hữu từ nơi ái. Rồi người gia chủ suy nghĩ, có sự đồng ý giữa ta và những người đánh bạc, rồi bỏ đi. Từ câu chuyện trong dân gian lại tạo nên giai thoại trong cung đình. Câu chuyện lan dần đến tai vị vua của quốc độ. Vị vua chuyện này với hoàng hậu. Kinh văn. Và cuộc đối thoại ấy dần dần được truyền đi và truyền đến trong nội cung. Rồi vua Bassê nó đi sứ Kosala cho gọi hoàng hậu Manlika. Này Manlika, đây là lời Sa Môn Gotama nói với các người ấy: sầu, bi, khổ, u, não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Tâu đại vương, nếu Thế Tôn đã dạy như vậy thì sự việc là như vậy. Điều gì Sa Môn Gotama nói? Manlika này cũng nói theo. Vì Manlika quá quan hệ với Sa Môn Gotama. Vì vị đạo sư nói gì cho đệ tử và đệ tử quá quan hệ với vị đạo sư nên nói: Sự thật là như vậy, thưa đạo sư, sự thật là như vậy, thưa đạo sư. Cũng vậy, này Manlika, điều gì Sa Môn Gotama nói, hoàng hậu quả hoan hỷ với Sa Môn Gotama nên đã nói.
Nếu Thế Tôn đã nói vậy, thời sự việc là như vậy. Hãy đi đi, Mandika, hãy đi đi. Rồi Hoàng hậu Mandika cho gọi bà La Môn Nachichandra và nói: Này bà La Môn, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Hỏi có ít bệnh, ít nào, kinh nan, khí lực sung mãn, lạc trú, bà thưa. Bạch Thế Tôn, Hoàng hậu Mandika cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, ít nào, kinh nan, khí lực sung mãn, lạc trụ không, và thưa như sau. Bạch Thế Tôn, có phải Tôn đã nói như sau: sầu, bi, khổ, u não do ái sinh ra, hiện hữu từ nơi ái. Và nếu Thế Tôn trả lời ông như thế nào, hãy khéo nắm giữ và hỏi lại. Vì gạt Chư Lai không nói phản lại sự thật. Thưa vâng, tâu Hoàng hậu. Bà La Môn Nalichankha vâng đáp Hoàng hậu Mandika. Đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bà La Môn Nalichankha bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, Hoàng hậu Mandika cúi đầu đảnh lễ chân Sa Môn Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít nào, kinh nan, khí lực sung mãn, lạc trú, và thưa như sau. Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã nói như sau: sầu, bi, khổ, u não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Thật sự là như vậy. Này Bà La Môn, thật sự là như vậy. Này Bà La Môn, này Bà La Môn, sầu, bi, khổ, u não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, u não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, thời xưa ở tại Sa Quách Thi này, bà mẹ của một người đàn bà mệnh chung. Từ khi bà ta mệnh chung, người đàn bà này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường khác, từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác và nói: Người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu không? Này Bà La Môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, u não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, thở xưa ở tại Sa Quách Thi này, người cha của một người đàn bà mệnh chung vân vân, người anh mệnh chung vân vân, người chị mệnh chung vân vân, người con trai mệnh chung vân vân, người con gái mệnh chung vân vân, người chồng mệnh chung. Từ khi người chồng mệnh chung, người đàn bà này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác và nói: Người có thấy chồng tôi đâu không? Người có thấy chồng tôi đâu không? Này Bà La Môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cần được hiểu là sầu, bi, khổ, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, thời xưa ở tại Sa Quách Thi này, người mẹ của một người đàn ông mệnh chung. Từ khi bà ta mệnh chung, người đàn ông này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác và nói: Người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu không? Này Bà La Môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ô não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, thời xưa chính tại sành thành Sa Quách Thi này, một người đàn bà đi về thăm gia đình bà con. Những người bà con ấy
của người đàn bà. Muốn dùng sức mạnh bắt người đàn bà ấy phải xa chồng và muốn gả cho một người đàn ông khác. Người đàn bà ấy không chịu, rồi người đàn bà ấy nói với chồng mình: "Này hiền phu, những người bà con này muốn dùng sức mạnh bắt tôi phải xa anh và muốn gả cho một người đàn ông khác, nhưng tôi không muốn vậy." Rồi người ấy chặt người đàn bà ấy làm hai, rồi tự vẫn nghĩ rằng hai chúng ta sẽ gặp nhau trong đời sau. Bà lá môn do pháp môn này cần phải được hiểu rằng sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Rồi bà la môn Nagichan khá hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến hoàng hậu Manlika. Sau khi đến kể lại cho hoàng hậu Manlika toàn thể cuộc đàm thoại với Thế Tôn. Tầm ăn dâu lại nhã ra tơ. Hoàng hậu Manlika nghe được pháp từ Đức Phật đã khéo chuyển thành những lời khuyên thiết thực cho nhà vua. Kinh văn: Rồi hoàng hậu Manlika đi đến vua Vasenadi nước Kosala và thưa: Tâu đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có thương công chúa Vajiri của thiếp không? Phải, này Manlika, ta thương công chúa Vajiri. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho công chúa Vajiri của đại vương có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Này Manlika, nếu có sự biến dịch đổi khác xảy đến cho công chúa Vajiri của ta thì sẽ có một sự thay đổi đến đời sống của ta, làm sao không khởi lên nơi ta sầu bi khổ ưu não? Chính liên hệ đến sự tình này, tâu đại vương, mà Thế Tôn bậc trí giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác đã nói: sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Nữ sát đế lị qua sát pha, đại vương có thương yêu không? Này Manlika, ta có thương yêu nữ sát đế lị qua sát pha. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến trên nữ sát đế lị qua sát pha, đại vương có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Này Manlika, nếu có sự biến dịch đổi khác xảy đến cho nữ sát đế lị qua sát pha thì sẽ có sự khác xảy đến cho đời sống của ta, làm sao không khởi lên nơi ta sầu bi khổ ưu não? Chính liên hệ đến sự tình này, tâu đại vương, mà Thế Tôn bậc trí giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác đã nói: sầu bi khổ ưu não khởi lên do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Tướng quân Vidubha Đa Phá, đại vương có thương quý không? Này Manlika, ta có thương quý tướng quân. Dạ, vậy là cái câu trên không có dấu, con xin sám hối, con xin đọc lại ạ. Này Manlika, ta có thương quý tướng quân Quý Đu Đá Phá. Tâu đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy cho tướng quân Quý Đu Đá Phá, đại vương có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Này Manlika, nếu có một sự biến dịch đổi khác đến cho tướng quân Quý Đu Đá Phá thì sẽ có sự đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta, làm sao không khởi lên nơi ta sầu bi khổ ưu não? Chính liên hệ đến sự tình này, tâu đại vương,
Mà Thế Tôn, bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói: sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Tâu đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có yêu thương thiết không? Phải này, Manlika, ta có thương yêu hoàng hậu. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho thiếp, đại vương có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Này Manlika, nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho hoàng hậu, thì sẽ có một sự đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta. Làm sao không khởi lên nơi ta sầu bi khổ ưu não? Chính liên hệ đến sự tình này, tâu đại vương, mà Thế Tôn, bậc tri giả, kiết giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói: sầu bi khổ ưu não khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nói ái. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có yêu thương dân chúng Ca-si và Cô-sa-la không? Phải, này Manika, ta thương yêu dân chúng Ca-si và Cô-sa-la. Này Manika, nhờ sức mạnh của họ, chúng ta mới có được chỗ, mới được chỗ chiên đàn từ nước Ca-si và dùng các vòng hoa hương liệu phấn sáp. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho dân chúng Ca-si và Cô-sa-la, đại vương có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Này mà Manlika, này Manlika, nếu có sự biến dịch đổi khác xảy đến cho dân chúng Cô-sa-la, thì sẽ có một sự đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta. Làm sao không lên nơi ta sầu bi khổ ưu não? Chính liên hệ đến sự tình này, tâu đại vương, mà Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói: sầu bi khổ ưu não khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu nơi ái. Dù không nghe pháp trực tiếp của Đức Phật nhưng vẫn hiểu Phật. Chùa Bassenadi là một người có trí, nghe pháp lãnh hội được pháp, và với tất cả sự trân trọng với cung cách người trước khi làm lễ tế tự và là rửa mặt xúc miệng sạch rồi chắp tay hướng về Đức Phật thành tâm lãnh lễ. Kinh văn: thật vi diệu thai, này Manlika, thật khi hữu thai, này Manlika, Thế Tôn đã thể nhập nhờ trí tuệ, đã thấy nhờ trí tuệ. Đến nay Manlika, hãy sửa soạn tẩy trần. Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái Thế Tôn và nói lên ba lần lời cảm hứng sau đây: đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Chúng con thành kính đảnh lễ, cung thỉnh ngài Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay, và con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ, kính lễ cho pháp, kính lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức, và thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Bắt đầu kể từ thứ sáu hôm nay, thứ sáu tuần này, hãy chúng tôi
sẽ thay Đại Đức Pháp Tích để giảng công bộ trong ngày thứ sáu. Và hôm nay là cái ngày đầu tiên mà chúng tôi làm một phần sự. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến bài kinh 87. Là bài kinh Ái Sanh Piyachatika Sutta. Chữ bí giá tức là cái sự thương yêu. Còn cái chữ chatika thì chata là sanh, sanh sanh khởi hay là sanh ra. Và chatika là một cái phức học ngữ, có nghĩa là có cái nguồn gốc sanh từ ái, từ sự thương yêu hay là cái sự thân ái. Đúng rồi, chữ bí giá nếu mà dịch là ái không thì nó đồng nghĩa với chữ tân ha, còn nếu mà chúng ta phải dịch ra thì là chữ thân ái. Hoặc là sự thương yêu. Thì thưa quý vị, chúng ta vừa nghe kinh văn thì chúng ta đã hiểu được một phần rồi. Ở đây chỉ cần nói thêm một vài chi tiết thưa quý vị. Người đời thì họ không có hiểu được, họ chỉ cho rằng ái sanh ra hỷ lạc, ananda sovanassa. Vì khi mà người ta có thương yêu thì họ mới thích thú, họ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà cái đó là họ chỉ thấy được cái mặt ngoài nhưng mà không thấy được cái mặt trong. Họ thấy gần nhưng mà không thấy xa. Còn lời nói của Đức Phật, lời nói của một vị giác ngộ, cho nên Ngài đã tuyên bố sầu vi khổ. Sanh ra do thân ái. Có thân gái là nguồn gốc, thì với câu nói này của Đức Phật, cái người gia chủ mà có đứa con bị chết, ông ta không có
đồng ý với Đức Phật ở điểm này. Và ông ta đi kể cho những người khác nghe, và những người khác họ cũng không có đồng tình với Đức Phật, mà chỉ đồng tình với gia chủ đó, tức là Hỷ Lạc mới sanh ra từ đời để thân ái, chứ sầu bi khổ não không có sanh ra từ đời ái được. Thật tình thì thưa quý vị, nó có hai cách nếu nói theo tâm pháp. Thì câu hưởng với tham thì phải là thọ hỷ hay là thọ xả. Còn sầu bi khổ ưu não cái thọ ưu này đó đồng sanh với tâm sân là giận đóng. Thế nhưng nói theo duyên hệ thì cái trường hợp mà hỷ tham nó đồng sanh với ái đó, thì đó là câu sinh duyên, tương ưng duyên, hữu tương duyên. Còn khi mà hỷ tham, do hỷ tham mà sanh ra sầu bi khổ ưu não đó, thì cái đó là do cái thường cận y duyên. Cái đạo nó cũng vậy, nhưng mà Đức Phật nói theo cái cách thường cận y duyên, từ cái nguồn gốc bát pha quá, bát pha ca, bát pha quá tức là cái nguồn gốc. Ở đây trong bản dịch xài chữ hiện hữu, nhưng mà thật ra sầm pha quá mới là hiện hữu, là có mặt. Sinh pháp có tí, còn cái chữ bác pháp có tí tức là cái nguồn gốc, hay là cái nguồn cội. Thì ở trong bài kinh này nó chỉ đơn giản một điều là khi mà người gia chủ đó có đứa con trai bị chết vì quá thương con, cho nên người gia chủ đó đau khổ sầu muộn, không thiết ăn thiết uống, không thiết làm việc. Thì đi đến Đức Phật, Đức Phật mới nói rằng là chính do ái sanh ra sầu ưu, nhưng mà người gia chủ này không có chịu, vì cái trí của phạm phu cạn cợ, không có hiểu xa hơn nữa. Và ngay cả như Đức vua Pasenadi khi nghe cái câu chuyện đó, vua nói với hoàng hậu,
Malika thì của họ Malika cũng chấp nhận lời của Đức Thế Tôn dạy là chính xác. Thì vì vua Pasenadi lúc đó chưa có quy tam bảo, chưa có niềm tin đến Đức Phật, cho nên nghe hoàng hậu nói như vậy thì Đức Vua không có hài lòng. Vua nói cái ý như là hoàng hậu Malika là đệ tử của Đức Phật, cho nên Đức Phật nói gì thì đệ tử, thầy nói gì thì đệ tử cũng cho là đúng, như là mẹ hát con vỗ tay gì đó, đại loại là như vậy. Thì hoàng hậu Malika đó là một người có trí tuệ. Hoàng hậu Malika không có giải quyết liền, không có giải thích liền cho vua nghe. Và hoàng hậu lại cho, lại cử một cái vị đại thần Bà La Môn đi đến Đức Phật và bạch hỏi Đức Phật về vấn đề đó. Đức Phật xác nhận sầu bi khổ u não sanh ra từ đời ái, từ nơi sự thân ái, sự thương yêu. Và Đức Phật Ngài đã đưa lên 15 trường hợp. Nhưng mà trong 15 trường hợp này thì chúng ta chỉ nói 3 trường hợp. Khi một người nữ có mẹ chết, cha chết, anh em trai chết, chị em gái chết, con trai chết, con gái chết, chồng chết, vì quá thương yêu cho nên cái người nữ đó đau khổ, bấn loạn. Đó là cái pháp môn mà Đức Thế Tôn nói rằng là từ sầu bi khổ. Trường hợp thứ hai là có một người nam khi mẹ chết, cha chết, anh em trai chết, chị em gái chết, con trai con gái chết, vợ chết, thì anh ta sầu muộn, đau khổ. Và cái trường hợp thứ ba đó là khi mà người nam nữ yêu nhau khăng khít với nhau và không muốn xa lìa nhau, nhưng mà khi có một hoàn cảnh éo le ngang trái bắt buộc họ không được gần nhau thì họ sẽ nắm tay nhau từ từ chết. Trường hợp rất nhiều. Thì ở đây đó, tất cả
những cái sự kiện này đều là do thân ái mà ra cả. Và khi mà vị quan đại thần Bà La Môn trở về thưa chuyện lại với hoàng hậu Malika, thì hoàng hậu Malika đã có cái cơ sở để nói chuyện với vua Vasenadi. Hoàng hậu hiểu được lời của Đức Thế Tôn dạy, hoàng hậu đã hỏi vua một cách rất thực tế là vua có yêu thương công chúa Vashti không? Vua nói là có. Công chúa Vashti như là mạng sống của trẫm. Thì hoàng hậu nói rằng nếu mà công chúa Vashti mà có cái mệnh hệ gì, chúng ta xài chữ mệnh hệ đó là nó liên quan đến cái ý nghĩa gọi là chết. Ở đây xài cái chữ trong cái bản dịch thì xài là có sự biến dịch. Đổi khác, có sự biến dịch đổi khác. Mà ở đây trong chú giải cái chữ biến dịch đổi khác đó, có chữ Viparinamanyathavatthavava. Thì ở đây trong chú giải giải thích cái chữ Viparinamanyathavatthavava biến dịch đổi khác là cái chữ Etha Marna Vaseda Viparinamo. Chữ biến dịch ở đây tức là do chết. Kê đà chí sạ thinh pa la di toa gâm na vô sê na a nhá tha pha vô vê đi tập vô. Chữ a nhá tha pha vô, cái sự đổi khác. Thì cái sự đổi khác ở đây tức là cái sự ra đi gâm na vô sê na, cái sự ra đi do cái nguyên nhân gì đó, bởi cái nguyên nhân gì đó. Thì như vậy chứ biết trình độ khác thì ở đây chúng ta phải hiểu cái chữ biết trình độ khác ở đây trong chú giải giải thích rất là rõ ràng, tức là chữ biết trình độ khác là trường hợp chết hoặc là ra đi do cái nguyên nhân gì đó là đổi khác. Thì như vậy khi mà vua Pasenadi nghe nói như vậy, nếu mà có sự biến dịch đổi khác với công chúa Vashti thì nhà vua rất là đau khổ. Nhà vua nói rằng nhà vua sẽ rất là đau khổ vì công chúa Vashti như là cái mạng sống của trẫm, cho nên trẫm sẽ sầu muộn đau khổ. Thì hoàng hậu Malika lúc đó mới nói chính do ý nghĩa này mà Đức Thế Tôn đã dạy sầu vi khổ quay, nó sanh ra
do thân ái có cái nguồn nguồn gốc là thân ái. Rồi hoàng hậu Balika lại tiếp tục hỏi vua: vua có thương thứ phi Vasapha hay không, có thương tướng vua Đu Đá Phá không? Vua có thương thần thiếp không? Và nhà vua có thương dân chúng ca sĩ của Sala không? Thì ở đây thưa quý vị, đức vua xác nhận rằng vua rất là thương tướng phi Vasapha, thương tướng quân Bích Đô Đất Pháp và rất là thương yêu hoàng hậu Balika, cũng như là rất thương yêu dân chúng ca sĩ Kosala, vì những người này giống như là mạng sống của trẫm, còn dân chúng ca sĩ Kosala thì lại là dân trong quốc độ của vua, và họ đã đem lại cái sự sung túc về tài sản đồ dùng cho vua. Thì hoàng hậu Balika tất cả những người đó và dân chúng đó mà bị biến dịch đổi khác, thì như vậy vua sẽ nghĩ như thế nào? Thì vua nói là ông sẽ rất là buồn khổ. Thì hoàng hậu Balika kết luận: chính do ý nghĩa này mà Đức Thế Tôn bậc trí giả ký giả đã nói sầu bi khổ u não sinh ra từ nơi ái, có ái là nguồn gốc. Thưa quý vị, sau khi nghe trình bày hợp lý như vậy đó, thì đức vua Bát Xê nó đi rất là hoan hỷ, và vua có một cái nghi thức là muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn, là phải với một cái sự thanh tịnh trong sạch, nên vua đã kêu đem nước lại cho vua súc miệng rửa mặt. Sau khi súc miệng rửa mặt sạch sẽ rồi là mới chấp tay đại lễ hướng đến Đức Thế Tôn: Nam mô Tát Phật Hoa Tô Ra Tô Sa Ma Sấm Bút Thật Sá, ba lần như vậy kính lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh niệm tri. Và thưa quý vị, một chuyện rất là dễ hiểu, nhưng mà tại chúng sanh phàm phu có một số người họ không chịu hiểu. Họ nghĩ rằng cái gì mà họ thương yêu, cái gì họ thân ái thì cái đó là cái hạnh phúc, chứ tại sao gọi là đau khổ? Ví dụ như cha mẹ thương yêu con cái thương yêu cha mẹ, vợ thương yêu chồng, chồng thương yêu vợ, anh chị em thương yêu lẫn nhau, thì họ cho rằng cái xã hội loài người đó, khi mà sống bằng cái sự thương yêu như vậy đó thì phải là hạnh phúc chứ. Ananda Savanasa, phải là hỷ lạc, nó sanh khởi hạnh phúc, sanh khởi.
Chứ tại sao Đức Phật nói cái sự thương yêu đó nó sanh ra cái sự sầu khổ không chịu? Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài đã nói 15 trường hợp. Trong 15 trường hợp đó thì thấy rõ ràng là do đời ái mà sanh, thân ái mà sanh ra đau khổ. Và Hòa hậu Vilika hỏi Đức Vua chỉ 5 trường hợp thôi, thì Đức Vua cũng xác nhận là vua rất đau khổ. Thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu thế này: nếu con của người hàng xóm mà mình không có thương yêu đó, con của người hàng xóm mà họ chết, nó chết, thì mình đâu có đau khổ. Nhưng một đứa bé chết đó là con thương yêu của mình, đứa con mà mình thương yêu. Khi nó chết thì tất nhiên mình đau khổ. Thì như vậy rõ ràng là cái sự thương yêu đó nó là nguồn cội của sự đau khổ. Cái sự thương yêu đó là cái mầm xanh cái sự đau khổ. Chúng ta gọi cái mầm xanh Chatika là cái sự đau khổ xuất phát từ đó. Trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật Ngài có dạy, Ngài dạy một loạt nhiều bài kinh, nhưng mà ở đây có một bài kệ, một bài kệ mà Ngài lấy chữ Pija, Pijato, Tanha Giá, Pì Bài Giá, Pija Giá. Pijato Chayati, Soko Pijato Chayati Phật Văn. Bây giờ tôi quyết của Bút Tạch Sát đã thấy sự cô của tôi phải dành. Từ sự thương yêu sinh ra sầu khổ, từ sự thương yêu sinh ra lo sợ, đối với người giúp được lìa bỏ cái sự thương yêu thì không có cái sự sầu khổ, đâu có cái sự lo sợ. Thưa quý vị, bây giờ một người mẹ hay là một người cha, cha mẹ thương yêu đứa con, như trứng mọc vậy. Khi đứa con đó mà nó đi ra ngoài, nó đi học hay nó đi chơi, cha mẹ luôn luôn có cái sự lo sợ. Và khi nó hẹn đến giờ để về mà chiều lại không thấy nó về thì bắt đầu thấp thỏm lo âu, không biết là đã xảy ra cái sự kiện gì. Hoặc là khi nhận được tin báo là có một vụ tai nạn xảy ra trên đường cho một đứa bé như vậy như vậy, thì khi mà biết đứa bé đó là con của mình thì chắc chắn là cái người cha mẹ đó là phải đau khổ, phải sầu muộn,
phải sầu bi khổ ưu não. Như vậy có phải chăng là sầu bi khổ ưu não nó sanh ra từ cái sự thương yêu, có cái nguồn gốc là cái sự thương yêu? Chúng ta thấy rõ ràng trong trường hợp đó là như vậy. Khi mà chúng ta đọc bài kinh này, chúng ta lấy lúc bắt đầu chúng ta lấy làm lạ, tại sao mà vấn đề rất là dễ hiểu mà người gia chủ này không chịu hiểu, và kể cả cái đám người đánh bạc nó cũng không chịu hiểu, và lúc đầu Đức Vua Vasena cũng không chịu hiểu. Đến khi mà được nghe Đức Thế Tôn ngài giải thích rồi đó, và hậu Velika mới lấy cái sự kiện là những người mà vua Vasenadi thương yêu, lấy cái sự kiện đó nói rằng nếu mà những người này thần thiếp hoặc là công chúa Vajiri hay là thứ phi Vasapha hoặc là thái tử Vidurapha mà có mệnh hệ gì thì vua sẽ nghĩ sao? Thì vua nói là vua sẽ rất là đau khổ. Thì hoàng hậu sẽ đó để nói rằng Đức vua đau khổ vì quá thương yêu những người này. Lúc đó Đức vua mới nhận ra được, mới hiểu được. Từ đây thưa quý vị, một bài học mà chúng ta cần phải lưu ý, bài học từ ở chỗ này, hễ mà chúng ta thương yêu quá thân ái thì chúng ta càng đau khổ nhiều. Thương yêu người thân, thương yêu con cái, hay là thương yêu vợ chồng với con, và hãy càng yêu nhiều, càng thương nhiều thì chúng ta càng khổ nhiều. Cái đó là lẽ đương nhiên rồi. Nàng Patachara trong một ngày chồng chết rồi lần lượt xế chiều đứa con lớn chết, đứa con nhỏ chết. Khi mà về đến làng thì được cái thông tin là cha mẹ nào cũng vừa mới chết, nào trở nên điên loạn. Đi cùng khắp làng, từ đầu trên xuống dưới, và lõa lồ không có mảnh vải che thân, nặng bỏ tất cả, khóc đi khóc than thôi, trở thành điên loạn. Đó là cái gì? Cái đó chính là do cái sự thân ái mà sanh ra sầu bi khổ ưu não. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta phải hiểu một điều là cái gốc là ở chỗ này. Nếu mà chúng ta mở được cái chỗ này thì chúng ta sẽ tự tại an lạc. Đó là chúng ta lìa được cái sự thương yêu, dứt bỏ được cái sự thương yêu. Hãy chấm dứt được cái sự thương yêu thì chúng ta không có cái sự đau khổ. Cái đó là tất nhiên. Vấn đề này không có khó hiểu lắm. Ở đây chúng ta đừng giữ theo cái quan niệm
của người đời để mà cha mẹ hay là vợ chồng con cái mà chết ấy, mà mình không có sầu, không có khóc lóc, không có sầu muộn, thì người ta cho rằng là mình bất hiếu, bất mục, không có tình cảm, không có thương yêu gì người đã chết. Nhưng mà nó có hai trường hợp là một người họ không có thương yêu cha mẹ, không có thương yêu mọi người thân, họ lạnh lùng. Thì khi mà những người đó, những người thân mà chết, họ không có khóc lóc, không có sầu muộn, mà họ hả hê, họ vẫn cười hỉ hả, thì cái trường hợp đó là trường hợp nó sai. Nhưng mà là một người tu tập biết thì chúng ta bớt cái sự thương yêu đó lại. Bởi tại sao? Người chết cũng đã chết rồi, bây giờ mình có khóc than cũng vô ích thôi, mình có đau khổ hoàng hoại cũng không có làm được gì cho người đã chết. Thì bây giờ chúng ta phải nén lòng và để qua một bên, nghĩ rằng nếu có thân ái thì có cái sự đau khổ, và chính do cái sự đau khổ này nó thiêu đốt tâm can, thì mình không còn cái tâm trí để mà tu tập nữa. Do đó cần phải dứt bỏ cái sự thân ái đó để mà mình hướng tâm đến cái việc tu tập. Nhưng mà trong trường hợp này, người Phật tử chúng ta không phải vì cho rằng là mình biết hễ quá thương yêu thì sanh ra sầu muộn, rồi lúc đó chúng ta vẫn nói cười nguyên thuyên, vui cười hỉ hả trong lúc mà nghe tin người thân chết, thì cái điều này nó quá đáng, chúng ta không làm như vậy. Nhưng mà cái sự trầm tư của chúng ta ngay trong lúc đó, lễ chúng ta quán xét Phật ngôn, chúng ta quán xét lời dạy của Đức Phật, các pháp vô vi là vô thường, cái sự luân hồi sanh tử khổ đau là như vậy, chúng ta làm như vậy thì có lợi ích hơn và nó thiết hơn. Rồi đây trong cuộc đời của chúng ta chắc chắn là chúng ta phải gặp những cái trường hợp đó, cho nên chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta không phải là chúng ta không có đoái hoài, không có thương tưởng đến người thân, nhưng mà chúng ta cũng đừng có để hệ lụy rồi chúng ta sinh ra cái sự đau khổ một cách vô ích, khi mà chúng ta đã biết pháp, đã hiểu được pháp. Cho nên từ bài kinh này, chúng tôi muốn trình bày thêm nữa là để cho các Phật tử chúng ta hiểu và chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng hôm nay ở đây. Kính chúc chư Tôn Đức được an lạc. Kính chúc quý vị Phật tử chúng ta tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại để điều học. Sa thú à, kính chiêm Thượng Tọa Tuệ Sư. Bậc Thượng Tọa Tuệ Sư á, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho một câu. Thượng Tọa xác nhận một điều xong rồi Thượng Tọa đi nghỉ.
Sau đó phần còn lại thì sư đệ với chư tăng sẽ lo. Và chư tăng tự siêu trong kinh này chúng ta đọc thì chúng ta thấy là ái sanh ra sầu bi khổ ưu não, nhưng mà theo Phật pháp thì có một cái khía cạnh nào tích cực nếu mà chúng ta gọi là có nhiều người sợ rằng không có cái ái đó thì không có mình sẽ mất đi tất cả, mình không còn có hạnh phúc nữa. Ví dụ mình nói về tình người hay là mình nói về ví dụ như người ta nói rằng mình có một thứ gì đó để thay thế, thì nếu mà đời sống không có ái thì nó còn có một cái chất liệu gì khác mà nó có thể thay thế được, nó vô hại, nó không mang lại sầu bi khổ ưu não mà thay thế được cho ái không? Xin kính thỉnh thượng tọa Hoan Nghị trở lại một chút. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta nó có hai cái cực đoan. Một là ái quý dính mắt thương yêu, thứ hai nữa là lạnh lùng hay là phẫn nộ, ghét bỏ. Đó là hai cái cực đoan mà chúng ta phải chấp nhận được cái nào là. Có một pháp mà sẽ giúp cho chúng ta có cái trạng thái an lạc mà ít hơn sự đau khổ, đó là metta, là tâm từ. Cái tâm từ là một cái trạng thái tâm hài hòa, thân thiện, cái sự thân thiện đó nó sẽ không gây cái sự đau khổ, không gây cái sự đau khổ. Cái sự yêu thương thì gây ra cái sự đau khổ khi mà cái người thân, cái người yêu đó, cái người thương đó mà mất đi, chết đi, xa lìa mình đi thì đau khổ. Nhưng mà khi có tâm từ đó thì thưa quý vị, cái sự thân thiện hài hòa này đó thì nó lại tích cực hơn. Nó cũng giống như trường hợp khi mà chúng ta uống nước muối thì nó mặn, nó làm cho mình bị khát nước nữa. Còn khi mà chúng ta uống nước đường, nó ngọt quá nó cũng sanh bệnh, nó gắt cổ và sanh bệnh. Còn khi mà chúng ta khát á, khi mà chúng ta muốn cho cơ thể nó hài hòa, cơ thể nó bảo hòa đó, thì chúng ta uống nước lã. Chúng ta uống nước lã thì nó không có
nó không có gây cái sự bệnh tật như là nước đường, và cũng không gây cho chúng ta cái cảm giác khó chịu khô khát như là nước muối. Nước đường ở đây chúng ta ví dụ như là cái sự thân ái, cái sự thương yêu. Còn nước muối ở đây giống như là cái trạng thái tâm sân giận, ghét bỏ. Bây giờ chúng ta sống tâm từ ở trạng thái này, nó mát mẻ giống như là một ly nước lã, nước lạnh gì, nước mát gì đó. Không có cái gì tốt hơn là cuộc sống của chúng ta. Trong cái cuộc sống của chúng ta mà chúng ta uống nước lọc, uống nước lã. Nước lọc mặc dầu nó không có ngọt, nhưng mà nó cũng không mặn. Nó làm cho thân thể chúng ta được bảo hòa. Cũng vậy, trong cuộc sống chúng ta mà chúng ta đối xử với mọi người, chúng ta có được cái tâm từ đó, mong chúng sinh mọi loài được an vui hạnh phúc, mong rằng tâm ta luôn luôn mát mẻ, không có sự biến chuyển, không có sự đổi khác, dù gặp cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng, thời như vậy chúng ta sẽ sống hạnh phúc được an lạc. Cho nên ở đây đó, trong những cái pháp môn mà Đức Phật đã dạy để thay thế, thì trong đó chúng tôi chỉ lấy một pháp, tức là từ tâm giải thoát. Chính cái trạng thái từ tâm metta, chia tu vi mô tí, từ tâm giải thoát metta, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự an vui, nhưng mà chúng ta không có sự khổ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thượng Sư, đế xưng thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Một lần nữa, dạ, thưa Pháp Tân, con người chúng ta thì trong cuộc sống bình thường, mình có một cái sự phân biệt rõ giữa ham muốn và yêu thương. Dạ, ví dụ như là một người sống mà có tình người, mình có sự yêu thương đối với đó, mình sống với có yêu thương đối với con cái, có yêu thương với bè, thì người ta nói rằng cái sự yêu thương nó khác với cái trạng thái ham muốn gọi là tham riêng mà ái riêng. Nhưng mà theo trong Thắng Pháp thì tham và ái thì đều cùng, có phải chăng tham và ái thì đều cùng một cái thuộc tính tham hết? Và trong Phật Pháp chúng ta có phân biệt cái tình yêu thương và sự ham muốn không? Hay là hai cái chỉ là một thôi? Xin thỉnh ý kiến của sự tổ hợp thật. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thammay, Nam mô Sangkhay. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Theo thế thường thì con nghĩ rằng mình sống mà mình có cái
tình yêu thương, đồng cảm với lại mọi người đấy. Khi mà mình động lòng trắc ẩn với tình thương đối với mọi người, thì người ta nói mình sống có một cái nhân hậu, có một cái tình. Người thì đối với cái đời sống mà mình gọi là thế thường này, thì đó là cái việc mà tất nhiên là như vậy. Bởi vì nếu chúng ta sống mà không có cái đồng cảm với người khác, hay là mình không có một cái động lòng trắc ẩn đối với những cái sự đau khổ đối với người khác đấy, thì rõ ràng mình sống một cách vô cảm quá. Thì nếu mà là như vậy thì ở đời người ta cũng chê trách một lẽ thường. Đó là mình nói theo thế thường của cuộc đời, dòng đời thì là như vậy. Bởi vì sống xung quanh chúng ta những cái mối quan hệ, có những cái tình cảm giữa cha mẹ, con cái, cháu chắt, bạn bè, thân hữu, vân vân, rất là nhiều. Thì đối với Phật pháp á, thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng đạo Phật á, thì nói cả Đức Phật dạy cả hai cái phương diện. Phương diện mà ở trên cuộc đời này, ở trong cuộc đời này, như là những bổn phận, những trách nhiệm, những điều mà chúng ta quan tâm cho nhau, thì đó cũng là một trong những cái thiện pháp. Nhưng mà nói ở trên cái phương diện thế gian này, vì vậy cho nên là có những pháp mà Đức Phật Ngài dạy là pháp đối xử, ứng xử với nhau, rồi có những cái mối quan hệ với nhau, thì trách nhiệm, bổn phận của một con người ở trong cuộc đời này. Nhưng ở phương diện thứ hai đó là phương diện mà nói rằng cái sự tu tập thoát ra khỏi cái sự yêu thương, thoát ra khỏi sự dính mắc, đó là điều quan trọng ở trong đạo Phật. Bởi vì nếu mà yêu thương dính mắc là thuận theo dòng đời, còn nếu thoát ra khỏi yêu thương giống bị dính mắc á, thì xa về dòng đời, vượt ra khỏi dòng đời. Cũng như nói rằng là giữa cái theo thanh tịnh đạo đó, thì cái kẻ thù lớn nhất của lòng từ đó, cái kẻ thù lớn nhất của lòng từ đó chính là cái tâm sân. Nhưng mà cái kẻ thù mà gián tiếp đối của tâm từ đó là sự luyến ái, đó là sự luyến ái. Cho nên là tâm từ thì là không có cái sự luyến ái, mặc dù là cũng quan tâm, cũng là sự giúp đỡ, sự hỗ trợ phát khởi từ ở cái tâm từ đối với tất cả chúng sanh, nhưng mà không có cái sự luyến ái, sự bám chấp vô trong một cái cá nhân hay là trong một cái ai đó, một chúng sinh nào đó, không có sự dính mắc. Còn luyến ái thì ngược lại, luyến ái thì là dướng mắt tới đâu thì bám chấp vô đó, dính mắc vô trong đó, đó là cái sự luyến ái. Theo con thì con nghĩ rằng cả ái và tham nó cũng đều là một căn bất thiện hết, căn tham hết. Bởi vì tham là sự tìm cầu dính mắc. Nếu nói trên khía cạnh của căn bất thiện thì căn tham, căn sân và căn si. Nếu mà nói ở trong cái sự nịch ái trong cuộc đời này mà làm khiến cho chúng sanh phải dính mắc, phải luân hồi đó,
thì chính là tham ái, chính là ái. Cho nên ở đây con nghĩ rằng là chỗ nào mà có cái ái ở trong đó thì chỗ đó còn bao nhiêu sự dính mắc, và dĩ nhiên là còn cái sự khổ đau. Và vì có cái sự tham ái trong đó, có tham ái trong đó, cho nên là chúng sanh mới là dính mắc, rồi luân hồi. Rồi ở trong cái đời sống này đó, có khi đó nó còn tạo nhiều cái nghiệp bất thiện phát xuất từ ở cái lòng tham của mình, cái ái tham của mình. Cho nên nếu mà thân hành động bất thiện, khẩu hành động bất thiện, ý hành động bất thiện cũng tạo ra cái nghiệp xấu mà người đó phải thọ quả khổ. Nếu mà nói chính cái căn tham ái thì làm cho chúng sanh phải hiện khởi ở nơi này, hiện khởi ở nơi kia, bám chấp cái này và bám chấp cái kia, dính líu cái nọ đó, thì chính vậy cho nên là nó khổ đau, khổ đau. Thì theo con nghĩ rằng với một cái người tu tập đó, thì mình nên khởi cái tâm từ của mình. Nếu mà mình được trau dồi, được tu tập cái tâm từ lớn mạnh, dù là ở trên phương diện nào hay là ở trong một hoàn cảnh nào, mình luôn luôn tu tập cái tâm từ. Bởi vì tâm từ là tâm nó không có cái sự dính mắc ở trong đó. Là như là trong kinh nói rằng là từ tâm giải thoát, là một trong những cái từ tâm của một bậc mà nhờ cái từ tâm đó mà vị đó vượt ra khỏi cái sự vướng mắc, và vị đó thoát ra khỏi cái sự ràng buộc của phiền não, chính là trao dồi cái tâm từ. Thì con nghĩ rằng là đối với một cái người tu đó, thì mặc dù là nhiều cái pháp môn tu tập cho chính mình, nhưng mà xung quanh mình thì nên là khởi, trong hoàn cảnh nào cũng nên trau dồi cái tâm từ, dù là ở hoàn cảnh thuận hay nghịch như thế này thế nọ, thì mình nên khởi cái tâm từ. Khi mà tu tập cái tâm từ đó lớn mạnh đó, thì mình có được cái sự an lạc. Còn nếu mà cái tâm từ đó được lớn mạnh nữa đó, thì phải nói rằng mình vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của sự nịch ái. Mà tâm từ là một cái yếu tố luôn luôn mong cho chúng sanh được cái sự an vui, mong cho chúng sanh được sự an vui. Hay là sự đối với từ tâm, mong cho chúng sanh có cái sự mát mẻ ở trong cái đời sống này. Con nghĩ rằng nếu mà nói rằng cái sự ham muốn và yêu thương đó, thì thường thường đó là hả, mình nói yêu thương giữa cái này cái kia thì nó cũng đều là cái sự nịch ái hết á. Mặc dù là con nghĩ rằng nói rằng ví dụ kinh là ví dụ cha mẹ có bốn đức đối với con là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nhưng mà cái tình yêu thương giữa cha mẹ đối với con nó cũng là cái sự dính mắc, nó cũng là sự dính mắc, chứ không phải là không có sự dính mắc. Bởi vì đó là phát xuất từ ở cái sự nịch ái ở trong cuộc đời này. Vì có cái sự nịch ái đó cho nên là khiến chúng sanh hồi làm con, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà gì đó ở trong cái đời sống này. Mà qua những cái chuyện tích ở trong Phật giáo thì chúng ta thấy rằng chính cái sự nịch ái đó khiến cho chúng sanh đó phải tái sanh kiếp này kiếp nọ, làm con vật này hoặc làm chúng sanh nọ, để ở gần những cái người mà mình ưa thương, thương mến, những cái người yêu thương đó. Vì vậy cho nên là mặc dù biết như vậy nhưng mà vẫn biết là khổ đau, nhưng mà vẫn tiếp diễn như vậy. Cho nên con nghĩ rằng mình một cái người tu thì khác biệt với là một cái người đời đó, thì
làm sao mình trau dồi được cái tâm từ của mình, và thật sự là mình tu tập được cái tâm từ của mình ở trong mọi trường hợp. Thì nếu mức độ nào đó tu tập tâm từ tới đâu đó thì mình sẽ có được cái sự thanh thản an lạc đến đó. Là đến một mức độ nào đó thì mình sẽ được cái sự giải thoát, mình nói như trong kinh là tự tâm giải thoát đó, nếu mà mình có sự thành tựu đó. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha nhé. Sa thú cái chân thượng tọa pháp thanh, thượng tọa thế quyền, thượng tọa có ở trước máy không? Và nếu thượng tọa đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Thượng tọa thế quyền, chúng ta nói là thân ái sinh ra đau khổ. Nhưng mà có nhiều người nói rằng cái chuyện đó nó không tới phiên mình lựa chọn đâu. Tại vì nó là một thứ bản năng. Con người sinh ra thì phải có yêu thương. Thì cho dù chúng ta muốn hay không muốn thì chúng ta cũng phải chịu thôi. Thì chúng ta tự huyền có nghĩ rằng thân ái nó có nằm trong sự lựa chọn của mình hay không? Hay là nó chỉ là một cái bản năng mà chúng ta hoàn toàn phải chấp nhận thôi? Kính thưa thượng tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thần Tổ Giác Đẳng, Thần Tổ Pháp Tân, Tổ Minh Hạnh, Đức Trường Tri, Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện, chào đến quý công nữ cùng chư Phật tử. Dạ, câu hỏi rằng thân ái có phải là một thứ bản năng mà chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn dù có muốn hay không muốn? Thì kính thưa quý vị, ở đó là chúng ta nói như vậy, nhưng điều mà sự thật ra chúng ta cho là bản năng, cứ như tham ái con người mình nó khởi lên cho cái bản năng mình như vậy, mình muốn cái này ăn cái kia, muốn ngọt muốn chua cay, muốn sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc vân vân, cái đó là cái tự tâm tự tính của mình rồi. Con người mà thì cái là chúng ta nói một cách xuôi chiều theo dòng đời, nhưng điều cũng chính cái bản năng này, cũng chính cái thân ái này biết bao nhiêu là cái sự đau khổ cho mình và cho người. Ở trong tinh thần Phật pháp chúng ta không thể nói như vậy, không thể nói nó muốn có, nó tự nó có hay không có, chúng ta không có quan tâm, không có điều tiết thì cái điều đó không được. Mà sự thật ra tại sao Đức Phật ngày kia phải tu thúc nhãn căn, phải tu thúc nhĩ căn, phải tu thúc tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn? Mình thấy cái này đẹp, mình muốn thấy nghe cái kia nó vừa lòng, khải khởi khai lạc, mũi ngửi mùi thân, lưỡi nếm vị thân, xúc chạm, tất cả chúng ta đều muốn như vậy. Nhưng cái muốn này là cái muốn nó do cái gì? Do cái lòng ham muốn của mình. Nó một cách căn bản nữa, thí dụ bây giờ mình muốn ăn ngon, mặc đẹp, nghe hay, ngửi mùi thơm, đó là cái chuyện muốn của mình. Và nếu như mà mình chiều theo mình bên phần diện là nô lệ cho tham ái đó, đó là cái tinh thần đó. Nếu chúng ta nô lệ cho tham ái thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Còn nếu như chúng ta không bị nô lệ thì chúng ta có thể lựa chọn nó được chứ. Chúng ta không cho nó muốn như ý nó muốn được, chứ chúng ta không bị cái nô lệ cho tham ái. Đây là cái điều mà Đức Phật dạy rất là tuyệt vời. Cái điều mình muốn này là cái điều này khởi sinh nhiều cái thấy đau khổ cho đời này và cả đời sau, cho mình và cho người. Chính cái điều này là chúng ta không nên có một cái dung dưỡng nó, mà chúng ta cần phải có sự phòng hộ, cần phải có cái sự thu thúc, cần phải có sự diệt trừ. Bởi vì Đức Phật ngài xác nhận sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc nó là vị ngon, nhưng mình có thể tự theo ta nó vô ích khổ nhiều, cần phải xuất ly, cần phải đoạn diệt, cần phải từ bỏ. Thì đó chính kinh Phật đã dạy như vậy rồi.
nói thẳng rằng cái thân ái này đó chính là mà để mà có cái sự dính mắc, có cái sự chấp thủ, có cái sự từ từ cái tiếng hay, từ cái sắc đẹp này, từ cái tiếng hay này, mùi thơm này, vị ngon này, xúc lạc này mà đưa đến cho chúng ta đau khổ, bởi vì tham ái khởi sinh lên muốn giữ gìn, muốn bảo bọc, thế thôi. Nếu như cái người cha đó không có thương cái người con mà nó bị chết đi, nhớ trong kinh văn thì chúng ta thấy nó đâu có chuyện. Nhưng bởi vì người này là con của mình thương nó, hình hài thể xác, tiếng nói nó, vân vân, mình là do mình sinh ra, cho nên cái mà chúng ta thân ái đó đó, cho nên khi mà nó vụt mất, khi nó bay, nó trôi xa tầm tay của mình rồi, thì bao nhiêu là điều đau khổ. Cái bản năng của cha mẹ thương con đó là điều tất nhiên, của vợ thương chồng, của chồng thương vợ, của bà thương con, của anh thương em, của em thương anh, thương chị, vân vân, tất cả là cái tình thương đó là cái giá trị mà mang tính bản năng, mang tính tức là chấp thủ của con người, đó là chắc chắn là như vậy. Nhưng cái mà chúng ta đặt định đó nó không hiện hữu với chúng ta mãi mãi, mà chúng ta làm chấp. Từ cái chỗ mà dựa trên cái thân ái đó chúng ta làm chấp đó, rồi một ngày tự nhiên không còn nữa, thì quả thật đó chính là chúng ta cũng cảm thấy nó xót xa. Đó chính là chúng ta chạy theo thân ái, nó có gì đâu. Và cuộc đời này nó vần xoay, các pháp hữu vi nó vô thường, sabbe sankhara dukkha, sabbe sankhara anicca, thì nó phải dukkha, tất cả pháp nó vô thường thì nó khổ. Mà cái khổ thì các cái gì nó khổ thì chúng sinh đây lại là hiện thực đưa đến khổ đau cho chết cả chúng ta. Cái gì là vô thường thì nó đưa đến khổ đau, mà cái gì vô thường khổ đau đó thì cái đó nó đưa đến cái sự không tồn tại và nó mất, nó không có thực hữu ở trong ta, nó không thực có mà nó không thực mà xưa nay chúng ta luôn luôn chấp thủ này. Có thể nói rằng là tại sao người ta đau khổ? Bởi vì người ta mất mát, người ta không vừa lòng, người ta không được như ý, người ta buồn, người ta chán, người ta không có điểm tựa, không có cái, tức là miên man. Cái đó nó cũng còn xem cái đau khổ kia, nó chứ đừng nói chi mà chúng ta có sự dính mắc đối với cái thân ái vào các cảnh, thì chắc chắn là ái vào cảnh đó thì sự tham nó khởi lên vào cảnh đó và chấp thủ cảnh đó, nhưng nó bị vô thường, nó bị đổi thay thì chúng ta phải đau khổ. Thì bây giờ nếu như muốn không có ái thì chúng ta đừng nghe, đừng thấy, đừng nếm, đừng ngửi, đừng ngửi, đừng đụng. Mà nếu như có nghe, có nếm, có ngửi, có đụng thì chúng ta không để cho tham ái khởi sinh lên, tức là không cho bản năng nó, không cho tâm tham ái nó tự nó quyết, mà chính có cái gì, có cái chánh niệm, có cái chánh định để chúng ta ngăn trừ, chúng ta gọi là cái thứ bản năng đó. Thì bản năng thì muốn làm cái gì làm, nó không kiểm soát, thì nó có giá trị của trí tuệ phối hợp, thì có giá trị trí tuệ phối hợp thì có gì bằng tuyệt vời hơn, nó có thể chặn đứng được tất cả những cái gì mà thân ái nó gây nên. Đó là thật. Nếu biết thương yêu sinh ra lo sợ, thương yêu sinh ra sầu muộn, thời thương chấm dứt yêu thì đâu có sinh ra thương, đâu có sầu, đâu có muộn, đâu có lo xa người đang không ở với mình, người ta phải đi xa rồi, người ta không tốt với mình, người ta sẽ xấu với mình, người ta rồi người ta như thế này, người ta như thế kia, thì chính chúng ta còn cái gì, còn cái ái đó, do thân này tác động đó, do tâm này tác động đó, do tâm tham này tác động đó, do thân, do ý, do khẩu này
tác động đó mà bao nhiêu hệ lụy sẽ đưa đến cái sự khổ đau, đưa đến trầm luân sinh tử, là nhân sinh tử, biết bao nhiêu là nguồn cơn của vui của buồn trong cuộc đời này. Cứ như thế, cứ như thế lăn trôi sinh tử bao đời cũng do cái ái này, là nhân là duyên. Bởi chính vì nó che khuất, nó che khuất thì chúng ta không thấy, cho nên khởi sinh cái bản năng. Nó che khuất để tức là vô minh nó che. Và chúng ta bây giờ vô minh nó che thì chúng ta phải dùng cái gì? Dùng cái chánh niệm, cái tỉnh giác, hay dùng cái sự tu để chúng ta trà rửa và chúng ta đổi sáng nó, để chúng ta coi như là từng ngày đá kia thì mài nó cũng sáng thành cầu. Thì từng chút nếu như những thiện pháp, những sự tu tập được công phu, được năng luyện tập, năng chuyên cần thì nó cũng sẽ thành tựu. Tức là chúng ta không có một hoàn toàn dựa vì bản năng nó khuất phục. Dạ. Kính bạch thượng tọa, đây là câu trả lời của chính con. Nếu có gì cần hỗ trợ thì kính bạch thượng tọa. Dạ. Sau cái chuyện thì tỏ tự nguyện thì tỏ pháp tân ơi, thì tỏ có còn ở trước máy không, nếu được thì tỏ pháp tân khoan nghỉ trở lại cho một câu thảo luận nữa được không? Một lần nữa xin được hỏi thì tỏ pháp tân, thì tỏ có nghe được không? Dạ. Thì tỏ pháp tân, chúng ta thấy trong tu bộ kinh ấy, thì có rất nhiều đoạn Đức Phật ngài dạy về một vị tỳ kheo tu tập các thiền chứng. Hạnh sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi biên thức vô biên, vô sở hữu, vi tưởng, phi vi tưởng. Thì phải chăng là cái chuyện mà mình tu các thiền vô sắc, sắc giới và vô sắc nó là một chuyện, mà có cái sắc ái, vô sắc ái nó là một chuyện khác, có phải như vậy? Hay là hãy mình tu các thiền chứng thì mình phải có những cái ái dục đó? Xin kính thỉnh từ tổ hợp tên. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong room. Theo con nghĩ rằng là với các cái vị mà tu thiền đó, đặc biệt là tu mà chứng thiền sắc giới hoặc là vô sắc giới đó, thì con nghĩ rằng là bởi vì cái người mà tu tập đó, một vị mà chứng sơ thiền á, thì như là trong kinh mô tả rằng là đi ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Thì con nghĩ rằng cái tâm của vị hành giả có thể nói rằng là tạm thời là không có cái không có cái sự luyến ái hay lịch ái ở trong 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 năm dục, tức là sắc tinh hương vị xúc, không có bị lịch ái dính ai dính mắc ở trong đó. Thì từ đó đó thì con nghĩ rằng cái tâm của chúng sinh phàm phu đó thì phải nói rằng nhiều cái sự dướng mắc ở trong cái phiền não, đặc biệt là về những cái triền cái, về những phiền não trói buộc. Cho nên ở một mức độ nào đó thì cái vị mà chứng sơ thiền thì vị đó cũng đã một phần nào đó được giảm bớt những cái pháp triền cái, không có cái sự trói buộc những cái pháp triền cái đó. Cho nên là vị đó vượt ra khỏi cả cái, tức là không có bị vướng ở trong cái ngũ dục trong tạm thời. Mặc dù nói rằng đối với một người phàm phu mà chứng thiền là như vậy, thì ở trong cái tâm của mỗi chúng sanh phàm phu thì nó có nhiều cái phiền não, từ cái thô đến cái tế,
từ cái lớn đến cái nhỏ, từ cái mà dễ có thể là diệt trừ được, từ cho đến cái mà khó diệt trừ được. Cho nên là có thể nói rằng là một vị mà chứng thiền thì tự động là vị ấy giảm bớt những cái pháp triền cải, nhưng mà ở trong đó nó vẫn còn những cái phiền não, còn những cái triền cải tế này, chứ không chưa có thể nào đoạn hết được. Vậy thì cái tâm này đó là trình tự. Theo con nghĩ rằng cái trình tự, bởi vì một khi mà nó gột sạch hết á, thì mới là hoàn toàn giải thoát. Còn một chút cái nịch ái nào, còn một chút sự vướng mắc nào, thì con nghĩ rằng cái đó vẫn còn. Ví dụ như là nói là cái vị mà chứng quả vị thánh á, mà chứng vừa chứng tiền nữa đó, cái vị đó là gọi là cái sự sự thanh tịnh xả niệm trú lạc của bậc thánh. Thì con nghĩ rằng ở đây đối với các cái bậc thánh thì các ngài lần lượt đoạn trừ được những cái phiền não, đoạn trừ phiền não. Bởi vậy cho nên là cái ái sắc và ái vô sắc á, thì con nghĩ rằng là đối với cái ái sắc và ái vô sắc á, nó thuộc về năm cái thượng phần kiết sử. Cho nên là đến khi nào mà chứng quả vị A-la-hán thì vì đó mới có thật sự là diệt trừ được năm cái thượng phần kiết sử, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Cho nên là cái gì đi nữa thì giống như là các cái bậc thánh, rồi những cái vị mà tu thiền, phàm phu mà tu thiền chứng sắc tiền sắc giới, chứng thiền sắc giới, sắc giới, thì vẫn còn những cái sự nịch ái nhất định, những cái sự nịch ái nhất định. Và đến khi nào mà chứng quả vị thánh nhân, đặc biệt là quả vị A-la-hán, thì vị đó mới thật sự là diệt trừ được ái sắc, ái vô sắc và ngã mạn, vô minh và phóng dật. Thì theo con nghĩ rằng ở đây đó, nó không phải là nịch ái ở trong cái dục, mà nịch ái ở trong sắc và vô sắc. Ở đây trong cái sự nịch ái nó hết sức là vi tế, nhưng nó vẫn còn, nó vẫn còn. Và khi nào mà đoạn trừ được hết những cái phiền não như là năm thượng phần kiết sử hay là năm hạ phần kiết sử, đối với các bậc A-la-hán thì các ngài đoạn được hết tất cả các cái thượng phần kiết sử hay hạ phần kiết sử đó. Cho nên là các ngài được gọi là một vị hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giải thoát. Thì con nghĩ rằng là khi ở trong nội tâm của mình thì chứa những cái sự nịch ái, từ cái thô tế cho đến cái tế, cái dễ diệt trừ cho đến cái khó diệt trừ. Trước tiên đó là diệt trừ những cái dễ diệt trừ hay là những cái thô, rồi sau lần lượt mới diệt trừ những cái khó diệt trừ hay là những cái mà nó tế, nó nhỏ, thì cái vị đó mới có thể diệt trừ được hoàn toàn. Thì như vậy đó là một cái sự, có nghĩa rằng giống như là cái lưu nước vậy đó, cái lưu nước mà mình chứa cái nước cặn, nước bã đó, đến khi nào mà mình xúc sạch hết rồi đó, ở mức độ mà mình gọi là sạch hết đó, thì nó hoàn toàn được gọi là cái lưu sạch. Còn cái lưu mà còn chứa chút ít thì cũng còn được gọi là bẩn nhơ trong. Vì vậy cho nên là bậc thánh A-la-hán là hoàn toàn giải thoát, là vị mà diệt trừ được cái năm cái thượng phần kiết sử sau cùng, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Thì đây là cái suy nghĩ của con xin đóng góp ý kiến của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Cần có điều chi chưa đủ thì kính thưa thượng tọa bổ túc. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thủ kính trưng thượng tọa pháp linh. Sư Tuệ Tri, sư Quan Hỷ, sư Post dùm câu thảo luận sau cùng dùm sư. Sư Post ở bên kia, sư Post dùm. Sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin sư Nguyên Thông Quan Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 5. Sư Nguyên Thông, ở trong bài kinh này có nói rằng chính thân ái sanh ra sầu bi khổ ưu não. Thì như vậy có một thứ thân ái nào mà tức là thân ái lành mạnh không, hay tất cả thân ái đều là cái nhân ra sầu bi khổ ưu não hết? Xin kính thỉnh sư Nguyên Thông. Và bây giờ thì bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử,
quý ngài Quan Hỷ kết thúc dùng cho buổi họp là tại vì sắp tới giờ buổi tụng kinh đó, thành ra không có ở trong lớp học được nữa. Xin nghe của quý ngài Quan Hỷ giúp cho. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 5. Hỏi rằng phải chăng dù thân ái sanh ra sầu bi khổ não, dù vậy vẫn có sự thân ái lành mạnh? Kính thưa sư phụ, dân lúc nào cũng có cái sự thân ái lành mạnh nếu người hành giả đó đã vô đây, vô rung bậc Pháp Buddha Thamma để lắng nghe kinh. Và sau khi lắng nghe kinh nhiều lần thì đã nảy sanh ra trí tuệ. Chính nhờ cái trí tuệ đó mà người hành giả đó có cái sự thân ái. Cái sự thân ái này không có phải là cái passion đam mê sắc dục. Nó là một cái sự thân ái để mà giúp người đối diện của mình có một cái chút trí tuệ để mà sống theo giáo pháp của Đức Phật, của chư Phật. Bởi vì vậy, kính thưa sư phụ, cái sự thân ái này chỉ có thể có cho những người đi vào Phật Pháp, rung Phật Pháp và lắng nghe Phật Pháp, suy tư và thực hành giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bố thí và trì giới. Người hành giả đó, nếu mà người hành giả đó có đầy đủ ngũ giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo và uống rượu, thì người hành giả đó dễ dàng đắc được sơ nhị tam tứ thiền và bốn tầng thiền của vô sắc giới. Và người hành giả đó khi mà nghe kinh thì hiểu rõ kinh, và so những cái sự thành tựu của mình ở trong việc mà điều phục lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta như thế nào để có thể sống trong giáo pháp mà không bị vướng bận, thì cái đó là do cái trí tuệ mà có thể có một sự thân ái mà không nhiễm ô của cái sắc dục. Chỉ thân ái này có thể là yêu thương những người trong gia đình mình, yêu thương những bạn hữu, yêu thương những người Phật tử, yêu thương tất cả mọi chúng sanh trên trần gian này, để phương tiện mà sử dụng ngôn từ của chúng ta để rọi sáng, soi sáng cái giáo pháp mà Đức Phật đã giảng dạy chúng ta cho những người mà chúng ta thương mến, hầu mong những người đó và chính mình sống trong cuộc sống này mà vẫn là thênh thang, là vì không có vướng bận. Cái vướng bận đây là cái vướng bận của sắc dục, của tham dục, của danh dự, của quyền thế. Còn cái thân ái ở đây tức là có một cái lòng từ bi, có gọi là cái metta citta, là cái lòng từ bi để hướng dẫn cho những người mà mình thấy trước mắt họ có thể là xa vào những cái lưới tình, lưới dục, và như vậy thì họ sẽ bị đau khổ. Vì vậy cho nên cái sự mà cái metta citta và cái passion là mê, thì nó có một cái chỗ nào đó gần đó, nhưng mà người hành giả đó thấy rõ cái chỗ đó và vững tin. Và chúng ta chỉ dùng cái metta citta của chúng ta mà không phải là cái passion, là cái đam mê của chúng ta, thì người hành giả đó là một người có thể nói là đã tu tập và sống trong thế gian này mà không có vướng bận. Và đó là chỉ có trí tuệ của người hành giả đó mới có thể đạt được cái trình độ đó mà thôi. Kính thưa sư phụ và kính thưa đạo tràng, cái ý con thì như vậy, nhưng mà có thể là ngôn ngữ nói không được rõ ràng. Con hy vọng về những vị đã có thường xuyên vào room thì hiểu biết là cái trí tuệ, là cái wisdom, là cái panya của chúng ta đó, nhận thấy cái điều đó, mà cái panya đó áp dụng cái là cái ta gọi là trí tuệ để mà có thể áp dụng cái tâm từ của chúng ta để mà có thể thân ái đối với những người mà chúng ta yêu thương, để mà họ có thể hiểu được cái giáo pháp và họ có thể là sử dụng tâm từ mà không có sử dụng cái sự tham đắm trong cái dục lạc của trần gian này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chỉ có thể nói đến đây thôi, hy vọng là chư vị hiểu rõ những điều để mà có thể ở trong trần gian này, mà nếu mà mình gọi là vô cảm
thì không có sống chung với thế gian được, mà phải có những cái sự thân ái. Mà cái sự thân ái này chính là thân cận, chứ không phải là tham dục. Đó là những điều mà con muốn nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ Tuệ Tri, đó là những lời nói của con. Xin Sư Tuệ Tri và chư vị có thể là kết thúc buổi học hôm nay. Và con xin chân thành tri ân chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời Sư Phụ Tuệ Tri. Dạ, chúng con kính tri ân Sư Nguyên Thông. Nam mô Bích Thai Giá. Dạ, theo như lời Thượng Tọa giác đẳng, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi kết thúc buổi học ngày hôm nay ạ. Dạ, con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân ạ. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay là chúng ta học cái bài kinh Ái Sanh. Phải nói rằng là cái bài kinh này nói đến những cái pháp phiền não, cấu quế của phiền não, đặc biệt là nói đến tham ái. Chính cái tham ái này làm cho chúng sanh phải luân hồi, phải khổ. Nếu như mà mình tu tập á, thì có nghĩa là một người vượt ra khỏi những cái sự luyến ái đó. Nói như vậy á, quý vị thấy rằng là nói đến ba căn bất thiện, tham, sân và si đó, thì tham sanh á, thì cũng có si sanh cùng, sân sanh thì cũng có si sanh cùng. Sân tuy rằng là nó bộc phát mạnh, có nghĩa là khi mà mình giận dữ lên á, thì mình biểu lộ ra nhiều cái hành vi cử chỉ rất là mạnh, nhưng mà thật sự ra nó rất là dễ. Nó dễ diệt hơn là tham ái. Tham ái thì nó là mềm mại, tuy rằng nó rất là nhu nhuyến, nhưng mà rồi đó là nó tiềm ẩn bởi nhiều cái hình thức khác nhau. Và chính cái tham ái đó là một trong những cái pháp bất thiện khó đoạn trừ, khó đoạn trừ. Bởi vì sân á, cái đặc tính của sân á, là một trong những cái pháp bất thiện hủy diệt đối tượng. Cho nên tâm sân sân khởi thì chúng ta không muốn thấy, không muốn có những cái sự hiện diện của đối tượng mà chúng ta không hài lòng. Nhưng mà tham á, thì nó lại có cái đặc tính tìm kiếm dính mắc. Chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng trong trường hợp này hoặc là trong trường hợp kia đó, thì tham ái khó đoạn trừ. Nó tiềm ẩn bởi nhiều dạng khác nhau, và ở đó nó luôn luôn là gây đến cái sự đau khổ bởi chính cái tham ái đó. Vì vậy cho nên trong kinh Pháp Cú á, Phật dạy đó là tham ái sinh ra sầu u, tham ái sinh ra lo sợ. Ai giúp trừ tham ái, không sầu không sợ hãi. Mà ai ở đây là giúp trừ tham ái? Để mà giúp trừ hoàn toàn á, thì chỉ có bậc A-la-hán. Bởi vì bậc A-la-hán là các ngài đã đoạn trừ hoàn toàn, thì các ngài không còn luân hồi khổ đau nữa. Còn người mà giúp trừ ở một mức độ nào đó, ta sẽ được sự giải thoát đến đó, an lạc đến đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái bài kinh hôm nay nói đến cái gọi là kinh Ái Sanh,
có nghĩa là nguồn gốc từ ở tha mái, chính tha mái dẫn đến cái khổ đau, nó tiềm ẩn ở nhiều cái hình thức, nhiều cái trạng khác nhau. Và vì vậy cho nên là làm cho cái khổ đau của chúng sanh nó tiếp diễn từ đời này sang tới đời khác là như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái bài kinh hôm nay để cho chúng ta học và suy gẫm, một cái bài học để chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật thật sự đã giúp ích cho chúng ta ở trong cái đời sống tu hành. Chúng ta nhận diện được như thế nào là thiện pháp cần phải trau dồi, như thế nào là pháp bất thiện, đặc biệt là phiền não cần phải đoạn trừ. Chúng ta biết nó để tôi sẽ được dứt lời ở đây. Thấy hết giờ. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư Tôn Đức một ngày một đêm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui. Bây giờ mời quý vị lên tri ân chư Tôn Đức và mở kinh hồi hướng. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Dạ sa thú, con thành kính lãnh lễ Thượng tọa Pháp Tân. Sư đã làm kết thúc buổi học ngày hôm nay để nguyện cho Thượng tọa giác đẳng. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ấp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Hoàng Nguyệt ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Con thành kính tri ân chư Tôn Đức. Quý ngài đã cho con biết được tín hiệu và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.